Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, dưới tác động của rãnh thấp với đới gió đông nam liên tục đẩy ẩm từ biển vào đất liền, nên trong đêm nay và sáng sớm mai ở khu vực Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông diện rải rác, cục bộ có những nơi mưa to. Nhờ những cơn mưa mà nền nhiệt trong đêm nay ở Bắc Bộ sẽ hạ xuống ở ngưỡng 25 đến 28 độ, trời khá là mát mẻ. Sang đến ngày mai, gió ẩm vẫn tiếp tục thổi vào khiến cho Bắc Bộ nhiều mây, trời có nắng gián đoạn. Nhiệt độ trong ngày hôm nay ở miền Bắc chỉ dao động ở ngưỡng từ 31 đến 34 độ, không còn nơi nào xảy ra nắng nóng. Sự xuất hiện của rãnh thấp có trục Tây Bắc Đông Nam cũng giúp cho miền Trung giảm nóng. Dự báo cho ngày mai, vùng nóng chỉ còn xảy ra ở tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế với mức nhiệt cao nhất ngày phổ biến từ 35 đến 36 độ. Trong khi đó, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông về chiều tối. Riêng phần phía Nam có mưa to với lượng từ 15 đến 30mm, có nơi cao hơn. Trong cơn dông có thể sẽ xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ trong ngày mai ở khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi từ 33 tới 35 độ, còn khu vực từ Bình Định xuống đến Bình Thuận mức nhiệt từ 30 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên là những vùng chịu tác động mạnh mẽ nhất của gió mùa Tây Nam, vì thế những cơn mưa sẽ đến khá sớm, có nơi mưa ngay từ trưa và đầu giờ chiều. Sau đó đến chiều và tối, mưa sẽ lan rộng ra khắp Tây Nguyên và Nam Bộ với những điểm mưa vừa, mưa to và dông, với lượng có thể lên tới từ 20 đến 50mm. Do mưa đến sớm nên nhiệt độ trong ngày mai ở các tỉnh phía Nam sẽ không cao, vùng cao nguyên nhiệt độ từ 27 tới 30 độ, còn tại Nam Bộ mức nhiệt từ 30 đến 33 độ, có nơi thấp hơn. Trên biển, dự báo trong đêm nay và ngày mai, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa, sẽ có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 khiến cho biển động, sóng biển cao từ 2 tới 4 mét. Ngoài ra, ở khu vực giữa Biển Đông và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển huyện đảo Trường Sa, vùng biển phía Nam khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, vùng biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan sẽ có mưa rào và dông mạnh. Và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.